Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trên mọi miền đã quay trở lại kênh của Ngọc Trung ha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc Trung xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp, vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong mọi cuộc sống ha. Thì hàng cũng đã về cho anh em nè, hôm nay là đã có là nhiều loại nha. Đó, cần nè, cần, máy sát, tùm lum. Nhớ lại có một số máy thấy cũng tương đối cho anh em về đó, tương đối nó hơi đủ đồ ha. Thì cái dòng máy nào nó đủ đồ thì Ngọc báo cho anh em chi tiết cho anh em ha. Với lại có một con Tanaka, con kia nòng 34 ly kìa. Đó, con nó đẹp xuất sắc luôn. Mà cái cần á thì là cần á thì là nó bị gãy cái cần rồi. Nhưng mà Ngọc có một cái cần kia mà không biết nó ráp vô được hay không, cũng là cần ba lô luôn. Đó. Thì anh em là chốt để mai Ngọc tìm, để ngày mai Ngọc gắn dùm thử được hay không nha. Còn cái đó hên xui ha. Đó, thì cái này là Ngọc chỉ bán cái đầu máy trong này thôi ha. Đó. Thì hôm nay có nè, Echo Grand nè, Robin hộp nè. Singu Robin có hai cái lóc máy của thằng Echo 209 nè. Xtin sát cái Xtin 245 nè. Và có con Mitsu T100 máy sát cho anh em nè. Ha. Này thì mình xăng nó bể rồi. Đó. Rồi có cái sát của thằng Shinowa S25 nè. Sát Echo 240 nè. Rồi Seno này ha, Seno Komatsu đó ha. Như lại có thằng con KT15 mà bị cứng rồi nè, mà con máy còn đẹp ghê lắm. Bố ha. Hôm nay bố đồ phụ tùng nè, anh em về có thử làm được cái gì thì làm ha. Còn có 4-5 cái bình xăng kia bán rẻ, là có một số bô, là mấy cái chân chống. Như lại có mấy cái máy này. Máy hôm nay thì về tương đối, như Ngọc nhìn thấy thì nó cũng tương đối cho anh em ha. Đó. Thì anh em coi những con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn nha. Và lưu ý rằng hàng đây là Ngọc không dọn. Đó. Những cái nào ở trong nó lên chớ xăng ngang á thì Ngọc báo lên chớ xăng ngang, cái bình xăng con á mà lên bình xăng ngang á thì Ngọc báo cho anh em ha, để cho anh em về dễ làm nha anh em nha. Đó. Thì dòng máy này thì anh em cũng đủ biết rồi. Đó. Hàng hóa của Ngọc á thì ship bất cứ nơi đâu ha. Ở đâu cũng ship được hết, nhưng mà điều quan trọng là không bao phí vận chuyển nha. Không bao phí vận chuyển nha anh em nha. Đó, anh em lưu ý coi kỹ giùm cho Ngọc đấy ha. Thì coi những con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn thôi nha. Đó. Rồi. Hôm nay vô có 3 cây cần cắt cỏ nè, thì Ngọc sẽ vô chi tiết cho anh em ha. Đó, 3 cây trước nha, rồi bắt đầu mới tới dòng máy này, rồi xong rồi tới số máy sát. Số máy sát xong rồi tới số cần xong tới phụ tùng ha. Đó là chi tiết Ngọc sẽ báo sau cho anh em nha. Rồi, bây giờ mình vô vấn đề chính nè. Thì anh em nào có mến thương Ngọc thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha anh em nha, để chia sẻ cái kênh của Ngọc mạnh mẽ, tìm những con máy về phục vụ cho con thường xuyên hơn ha. Thì những con máy nào mà hôm nay mà chưa có thì anh em cũng đủ biết rồi, Ngọc tìm rồi. Mà chưa có thì Ngọc sẽ không bao giờ là xạo làm chi ha. Chừng nào có là Ngọc sẽ nói có nha anh em nha. Thì nhiều anh em dặn Ngọc kiếm TL33 rồi G4K. Ui cha, quá trời luôn mà Ngọc tìm không có nha anh em nha. Đó, mà có không mà nó bán nguyên bộ mà tiền không Ngọc không có tiền lấy ha. Nó nguyên bộ thì bữa đây anh em cũng đủ biết rồi. Nào cái con TG 33 mà cần tay lái đầy đủ luôn, nó chỉ bao hơi cho mình thôi là lấy 2 triệu một cây đó, tiền đâu mà Ngọc lấy, Ngọc không có tiền lấy đâu, bán mắt quá. Rồi bây giờ mình vô chi tiết cho anh em nha. Đầu tiên là vô cho anh em làm một cây cần cắt cỏ đi ha. Ném cái này qua giùm anh cái em đó. Cây cần cắt cỏ này là của thằng Ruby T100 nha, nó là cũng thuộc là về Mitsu ha. Đó, Ruby T100 nha. Đó, Ruby T100 ha, thuộc dạng là của thằng Mitsu luôn, T100 á. Đó, máy móc thì còn tương đối, tay lái đầy đủ, thiếu cọng dây ga, Ngọc cũng đã tặng cho anh em một cọng dây ga. Đó, chén kẹp đầu bò thì đầy đủ ha. Đây. Chén kẹp đầu bò đầy đủ nha. Đó, lăn im. Tay lái đầy đủ. Thì cái này thì Ngọc sẽ có lửa rồi nha. Để thời nha. Tương đối ha. Nè, còn tương đối nè, ốc tán 7 màu đàng hoàng. À, bô thì cũng còn trắng nè, mà nó bị gãy là 1 2 3 cái răng. Cho nên gãy sơ qua thôi, nói chung là áo cũng lành lặn ha. Đó. Rồi. Cái cây này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giao lưu với anh em là cái cây này nó là 630.000 nha. 630.000 về anh em quấn cắt cỏ xung quanh nhà, cắt cỏ cho bò đồ ok ha. Mà số 1. Đó.
Rồi đó là quýnh cắt cỏ rồi, ok cho anh em rồi ha. Đổ xăng kìa. Số 2. Số 2 là vô cho anh em là một con Makita ha. Makita 221 nha anh em nha. Đó, nồng này nồng cũng 33 ly nè. Đó, tay lái, chén kẹp đầu bò đầy đủ ha. Đây. Chén kẹp đầu bò đầy đủ nha anh em nha. Đó. Máy móc thì còn ok cho anh em ha. Mẫu mã rất ok. Này lửa có rồi, để test cho anh em nè. Đó, tay lái thì nó thiếu cọng dây ga, Ngọc con bỏ cho anh em một cọng dây ga luôn rồi nè. Đó, cho đủ bộ về anh em dễ làm ha. Rồi, con này thì Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 670.000 nha. 670.000. Mã số 2 ha, Makita nha, dòng của Makita. Đó. Rồi, X25 con Thái xuất nhập nè. Rồi, vô tiếp cho anh em là một con Makita. À, con Tanaka giật trước nha. Đây là giật sau chứ. Giật sau. À, mẫu mã thì còn rất đẹp cho anh em nha. Đó, bô thì cũng còn trắng bóc luôn nè. Nè, nó còn hơi dơ xíu về rửa lại ha. Đó. Tay lái chén kẹp đầu bò đầy đủ, thiếu cọng dây ga, Ngọc tặng cho anh em cọng dây ga bóp luôn nè. Đây dây ga chết. Đó, đây. Đó. Mẫu này thì cắt cỏ cho gia đình thì cũng được ok cho anh em luôn nè. Đó. Để Ngọc test hơi cho anh em nha. Con này còn rất đẹp cho anh em ha. Về dễ xài, nhẹ nhàng cho bà con ha. Đó, tay lái đồ đầy đủ ha. Rồi, con này chén kẹp đầu bò thì đầy đủ ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là mấy cái máy này về nhà anh em chỉnh gió chỉnh garanti lại nha, Ngọc chưa có chỉnh đâu nha anh em nha. Con này bán cho anh em là cũng 670 luôn đi ha. Rồi, 670 luôn. Mã số 3. Rồi, anh em về nhà chỉnh gió garanti lại cho Ngọc hết nha. Mấy cái này là Ngọc chưa có chỉnh gì hết á, nhưng người ta chỉ lên cho mình thôi ha. Số 4 nè. Số 4 vô cho anh em là một con bơm nước ha. Con này lửa có chưa ta? Ngọc chưa kiểm tra nữa. Này là bán hên xui với anh em đi ha, sống chết có số hơn em ha. Đó. Để Ngọc là kiếm cái xới nào ngồi gần. Dịp mấy cái này qua chỗ này ngồi chỗ này cho để quay máy cho bà con thấy rõ hơn xíu qua. Giờ này chắc cũng 4 giờ rưỡi à. 4 rưỡi quay video nữa, tải lên chắc tầm cỡ 6 giờ kém, 5 rưỡi 6 kém hơn anh em ha. Rồi, vô cho anh em là một con bơm nước ha, thuộc dạng là Komatsu. Đó, cơm đó nha, Komatsu ha. Dòng này thì ống hút xả 34. Ống hút xả 34 nè. Đó, ốc tán thì còn đẹp xuất sắc luôn. Ốc tán thì còn rất đẹp nha anh em nha. Đó, còn rất đẹp ha. Đó, ống hút xả 34, lưu lượng nước của nó nè. Lưu lượng nước đó là 110 lít nước trên 1 phút, đẩy tầm cao được 35 đến 100, đẩy tầm cao được 35 m mà đẩy tầm xa được 115 m nè. Đó. Coi bô này còn trắng tinh luôn nè anh em thấy không? Đó, bô còn trắng nha. Bình xăng còn đầy đủ, nói chung là đồ nó thì đủ rồi. Nè, nó không có thiếu gì hết á. Nè, anh em coi nè, coi thử nó có thiếu gì của anh em báo Ngọc nha. Đó, buri thì nó cũng có luôn ha. Giật hơi cho anh em nè. Lửa là chưa lửa là Ngọc chưa thử nha. Này bán hên xui anh em. Hơi cũng còn chắc đó. Đó. Rồi, con này bán cho anh em về anh em dọn nha, tự làm gì làm ha, kiểm tra dùm cho Ngọc nha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 470.000. Con này còn đẹp lắm. Mà số 4, hình như là cái buri đó Ngọc thấy nó còn mới tinh nè. Nè. Chắc cái dòng này khó mất lửa ha. Nó thuộc dạng là Komatsu của nha anh em nha. Nè, nằm trên đầu bơm Cosin nè. Đó, rách nè. Ốc tán nè. Còn đẹp xuất sắc luôn. Còn đẹp nha anh em nha. Đó, rồi, bỏ qua. Lấy cái đầu ba lô. Rồi, vô tiếp cho anh em là một cái đầu của thằng đầu xịt thuốc ngăn. Đây là tôm 260 nha anh em nha. Lăng im nè. Đó, lăng im nha anh em nha. Đó, lăng im. Đó. Nhớt còn nè, mà nó chảy nhớt ra luôn nè. Rớt trên đầu xịt thuốc xuống đó nha. Đó. Mẫu mã có sao bán vậy luôn.
nó tương cũng ngọc, nhìn thấy thì cũng còn tương đối ha. Lăn lăn chu mà ti nó cũng còn chạy nè, anh em thấy không? Đó, rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 280.000 nha. 5. Tí hai đầu 280.000. Số 5. Mã số 5. Đó. Rồi, tiền ship bên anh em chịu hết nha anh em nha. Đó. Vô cho anh em một cái đầu ba lô nè. Đầu này thì nó là của thằng Tanaka nè. Đó, bô thì còn mới tinh luôn nè anh em coi nè. Thấy bô không? Bô còn mới tinh trắng chạch luôn à. Mẫu mã thì còn rất đẹp ha. Hình như nó cũng là tum rời nè. Đó. Bộ bình xăng thì Ngọc thấy trên đây thì nó chỉ hơi răng răng chỗ này xíu nè. Đó, hơi răng răng chỗ này xíu thôi nha. Nè, nó hơi nứt chỗ này xíu thôi nè. Anh em thấy không? Cái này giờ nhà anh em hàng được ạ. Đó. Thì dây đeo nó đây. Dây đeo nó thì bên trên nó đứt rồi nè. Về nhà anh em lấy chỉ may lại nha. Đó, lấy chỉ may lại. Lửa con này lửa thì có rồi. Lửa con này mạnh lắm. Mà hơi nó thì để Ngọc test cho anh em luôn ha. Đó, hơi nó đó. Ủa dịch trợ lực nha. Đó, ở dục trợ lực. Rồi, con này nồng 34 ly nha. Đó. Thì con này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 500.000 ha. Giờ nó nước bình xăng nè. Mấy bữa có cái cây nó giống như vậy nè. Mà Ngọc bán nguyên cây luôn là có 850 à. Ha. 500.000. Cái cần nó có tính ra cái cần ba lô mà cần này cần mà không có chuông á là không có cái đầu tum rồi á thì là nó có 150. Nhiêu đây? Mã số 6 ha, 500.000 nha anh em nha. Còn đẹp ha. Giờ anh em làm ha. Số 7 nè. Số 7 là vô cho anh em làm một con G TG18 nha. Cái tem này Ngọc bỏ sao chày mất cái tem rồi nè. Máy móc thì còn đẹp nha. Con này thiếu bố thì Ngọc sẽ tặng cho anh em một bộ bố ha. Đó, lên chới ngang cho anh em rồi. Thì anh em về nhà tự chỉnh gió tự xử nha. Đó, chứ còn Ngọc đây Ngọc chưa chỉnh gì hết ha. Ngọc sẽ tặng cho anh em một bộ bố bãi nha. Đó. Cái nào Ngọc nói tặng là tặng hơn anh em ha. Là anh em nhớ nhắc cho Ngọc nha, chứ lỡ nhiều khi Ngọc cũng quên đó ha. Đó, tum là tum 260, máy móc thì còn tương đối nha. Đó, về nhà anh em tự chỉnh ganti, chỉnh gió lại ha. Đây là tum 260 là xịt thuốc cắt cỏ đều được hết nha. Cái này đầu này gắn vô cái đầu áp kia được luôn kìa. Đó, được luôn nha anh em nha. Rồi, cái đầu này thì bán cho anh em giá nó là 480.000. Mã số 7 nha. Đó, máy móc còn tương đối ha. Số 8 nè, vô cho anh em là một con Kawasaki ha, Kawasaki. Con này buri còn nè. Buri còn. Mô bên sườn còn nè, mô bên còn luôn. Đó, con này là bố hai càng. Bố hai càng, bố cũng còn dày nè. Đó, bình xăng thì Ngọc thấy cũng chưa bể nè. Nó hơi bị chạy tem này xíu thôi, không đáng cởi ha. Đó, áo bô nó đây. Đó. Tum rồi nha. Nồng 37 ly nha, nồng 37 ly ha. Thôi nó nè. Đó, hơi cũng chắc nha. Bình xăng trên ha. Rồi, con này bán cho anh em, hôm nay bán cho anh em giá nó là 400.000 đi ha. 400.000. Về anh em làm nha. Số 8. 400.000 ha. Số 9 nè, vô cho anh em là một con GX25 hàng Thái xuất Nhật nha. Đây, in lắp đàng hoàng cho anh em luôn nè. Đó. Thiếu bố nha, này thiếu bố ha. Thiếu bố. Này thì không có bố đâu nha. Máy này thì không có bố tặng cho anh em đâu. Anh em về mua ha. Này lửa có rồi. Hơi nó nè. Lục hơi chắc vậy. Này 4 thì nha. Rồi, bán cho anh em về tự làm gì làm ha. Rồi, có sao bán vậy luôn. Rồi cây này bán cho anh em giá nó 600.000 nha. 600.000. Số 9. Số 10 nè. Số 10 vô cho anh em làm một con Tanaka. Con này thiếu bố rồi. Con này thiếu bố mà Ngọc có một bộ bố bài kia kìa, Ngọc sẽ tặng cho anh em. Con này chưa kiểm tra lửa nó chứ. Chưa kiểm tra lửa luôn, bán hơi xui anh em luôn. Rồi, bây giờ cũng mới tin luôn nè. Đó, hơi cũng còn chắc nha anh em nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 250 đi. Đó, 250. Bình xăng thì hơi nứt cái này xíu thôi, không sao đó. Đó, rồi, 250 nha. 250. Số 10. Rồi. Số 11 nè. Số 11 là vô cho anh em là
một con TG 24 nha. Con này là tum 260 nha anh em nha. Máy con này thì Ngọc sao thấy nó con này nó đẹp dữ trời. Lên trắng ngang cho anh em rồi nha. Đó bô nè. Con này khá đẹp luôn nha. Đó con này còn đẹp ha. Có sao bán vậy cho anh em luôn nha. Ừ, con này Ngọc thấy đẹp nè. Con nằm đó nè. Trời ơi con đẹp cực kỳ luôn. Thấy không? Con này nó y như là Nhật Quân xài vậy á. Con này nằm cỡ 33-34 ly gì đó nha anh em nha. Đó. Ồ con này còn đẹp. Đó con này bán cho anh em giá là 800 ngàn nha. Con này còn đẹp quá. 800 ngàn. Mã số 11 nha. Đó 800 ngàn ha. Con này còn khá đẹp luôn á. Y như Nhật Quân xài vậy. Rồi giờ tiếp tục cho anh em một con Makita này. Con này nòng 34 ly này, 280. Nó y như là 281 vậy á. Ngang nhau nha. Đó. Echo 281 là dòng của nó nè. Đó 280. Kết hơi cho anh em nè. Ừ, cây dây giật mỗi tình. Đó. Này chưa kiểm lửa nữa. Rồi bán hên xui với anh em luôn. Rồi cây này bán cho anh em giá nó 300 ngàn ha. 300 ngàn đồng 34 ly nha. Giờ kiếm mình sang trên bỏ lên ha. 300 ngàn. 12. Đó. Rồi vô 13 nè. 13 vô cho anh em là một con TD 24 dòng của Kawasaki luôn nha. Đồng 33 ly ha. Đó, nó cũng đã lên trái ngang cho mình rồi nè. Ở dây thì nó hơi dài nè, dây ống nó dầu quá hay sao, đỡ dây ống dài giờ mình cắt lại cho nó gọn gàng nha. Đó, mình sẵn dưới luôn, nằm riết luôn cũng còn đẹp nè. Đó, lên trái ngang cho mình rồi, mình về nhà, mình tự chỉnh gan ti lại nha, chứ Ngọc chưa có chỉnh ha. Cái hơi cho anh em nè. Con này cũng là tum 260 nha, tum 260 nha anh em nha. Đó. Dòng máy này thì Ngọc thấy con máy này thì nhìn ấp bán nó có thì nó cũng đẹp nè. Ha, nó cũng đẹp cực kỳ luôn ha. Còn mã thì cũng còn tương đối cho anh em đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 610.000. Mã số 13 nha, 13 ha, 610.000. Đó, 610.000 nha anh em nha. Rồi, vô tiếp cho anh em là một con Mitsubishi. Mitsubishi T15 nha, T15 dây giật tuột rồi nè. Đó, thiếu bô ri ha. Thiếu bô ri. Rồi, cái này bán hên xui với anh em luôn đi. Chưa thiếu lửa nha. Đó, giật tuột nè. Nó còn cái chuông sẵn cho anh em luôn, còn cái tum sẵn cho anh em luôn nè. Đó. Rồi, bán cục này cho anh em giá nó 250 nha. 250 đi. Vậy anh em làm ha. 14. 15 nè, 15 vô cho anh em là một con Nativo ha. Nativo không biết là bao nhiêu đây. À, cái này bán cũng hên xui với anh em đi nha. Cái này là Ngọc mất thấy mất cái số nó rồi. Áo thì nó trắng sao bể rồi nè. Cái này nó mới bể anh em à. Rất do Ngọc chở về bể nè, coi cái bô nó còn mới tinh nè. Cái này hình như là nãy là đổ xăng vô. Đổ luôn rồi anh em. Cái này thì áo giờ kiếm áo bỏ vô đi nha anh em nha. Đó, Ngọc có nhiêu đây thôi. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 350 nha. Mã số 15 ha, 350 nha anh em nha. Số 16 nè. Số 16 là vô cho anh em là một cây Echo. Ồ cây Echo. Bô còn mới tinh nè. Bình xăng thì Ngọc thấy cũng chưa bể nè. Vú bơm nè. Echo này là Echo Grand áp 22 nha anh em nha, Corit 22 ha. Này thì lửa có rồi nha. Con này lửa có rồi, test hơi cho anh em. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 430.000 đi. Cái châu trắng ha, 430.000. Mã số 16 nha. 17 nè. 17 là vô cho anh em là một cây
17 là vô cho anh em là một cây Echo 60S nha. Echo 60S nè. Mất cái nắp xăng à. Giờ kiếm nắp xăng bỏ vô nha. Kiếm cái nắp nhớt đó, bỏ vô anh em. Chỗ đây thì nó hơi đóng tiền chỗ này xíu nè. Ha, chưa gãy nha mà nó hơi đóng tiền nè. Này anh em coi nè. Ha, đóng tiền à. Đó. Chỗ xăng nó không biết có không thì để Ngọc coi thử coi. Rồi, bình xăng con nó còn nha anh em nha, bình xăng con còn. À, quên, bỏ miếng này vô. Mất miếng đó bây giờ chữ chết luôn. Sáu mươi s ha. Đây, chuông cháo nằm dưới đây. Đó. Này không biết có bù ri không? Rồi dây lửa dây bù ri còn luôn nha. Để Ngọc quay từ từ cho anh em nha. Đó, bô còn đủ cái răng này sao nó còn mới chứ ta. Sao mẹ thiếu cái nắp này thôi, nó chỉ thiếu cái nắp này thôi. Cách hơi cho anh em nè. Ồ. Đó, giật được nha. Rồi, cái này bán cho anh em giá 350 đi. Rồi, cái này bán cho anh em giá 350 nha. Mã số 17 ha. Đó, mã số 17 350 nha anh em nha. Đó, 37 350. Vô tiếp cho anh em là một con Eston 020 bay sơn à. Sơn nè. Sơn bên Nhật nó sơn sao giờ để bay rồi nè. Về Việt Nam nóng quá. Chén cháo chén bát nó nằm dưới đây nè, anh em coi kỹ nha. Nè. Đó. Dây lửa dây bori nó còn nè. Đó. Bình xăng con hình như nó còn nè. Nè, ở đây thấy luôn nè. Nè, đó. Cái thôi cho anh em nè. Đó. Rồi. Cái cục này thì thấy nó hơi bay sơn xíu thì bán rẻ lại cho anh em về anh em dễ làm nha. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 430 ngàn nha. Mã số 18 ha. Mã số 18. Số 19 nè. Số 19 là vô cho anh em là một con cu lắc nhựa. Cưa. Răng chén cháo nằm dưới đây nha. Đây. Đó. Còn chế xăng không ta? À nó còn chế xăng nha, nó còn bình xăng con trong đây nha anh em nha. Đây nó còn bình xăng con trong đây nè. Đó, anh em thấy cái bình xăng con không? Đó, 38. Tình trạng nó có làm sao bán vậy luôn nha. Ốc này nó muốn rớt ra rồi nè. Thiếu vú bơm. Thế thôi nè. Đó. Rồi, con này nhìn cũng tương đối đó. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 350 đi. Đáng lẽ là cái mặt nó nằm ở đây nè, hình vuông này. Thôi bớt 50 ngàn luôn. 350. Đáng lẽ bán 350 ngàn. 19. 19 350 ngàn nha. Rồi lấy cầm. Cầm đây. Ờ à, cầm vô đi, cầm vô trước đi. Bây giờ quay cầm kỹ cho anh em nè. À, đưa cầm ở luôn. Rồi, vô cho anh em một cái cần ống 26 nè. Ống 26 nha. Răng nè. Này là lấy giùm cho ông anh là dặn Ngọc nè. Bù của này 9 khí hay 10 khí vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 khía. Tay lái, đầu bò đầy đủ, chén kẹp đầu bò đầy đủ. Đó, nằm dưới kia. Rồi, đó. Đo cái cần luôn nè. Đo ngay đầu bò thôi. Đó, à, cho mấy chả về, mấy chả bắt bẻ ghê lắm. Đó, từ ngay đó tới đây là 1m55 nè, thấy chưa? Đó. Rồi, ống này là ống 26. Ống 26. Chính khía. Rồi, cái này bán cho 250. Xuống. Số nhiêu vậy? Số 20. Số 20 nha anh em nha. Số 21. Một cây cần của thằng
330 ha. Còn này là gắn vô cho thằng thằng gì ta? GX35 TD33 TL33. Nói chung con nào mà 330 gắn được hết. Đục vô vậy. Mở nhiều vậy. Con này mắc đầu bò. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một răng nha, 11 răng. Ống này bự nè. Đo luôn. Rồi, ống 28. Để cầm qua cầm ý. Móc từ ở đầu kia tới đây là 1m35. Ống này bán cho anh em giá 120 ngàn. Nhiêu? 21. Mã số 21 nha, 120 ngàn. Vô cho anh em một cái cần cơm Mitsu. Tôm này thì nó hơi mòn, nó hơi xét thôi, nhưng mà dày thì nó vẫn còn dày mà bị cứng rồi. Mà về nhà anh em thay chung khác vô xài cũng được, mà anh em gỡ cái ổ đạn này cũng được. Đó. Cơm Mitsu nha. Cái này nó vô dưới trời. Lâu nãy nhưng mà không hết nhớt nữa luôn anh em. Để Ngọc điểm răng nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 răng nha. 10 răng. Ống là ống 24, dài là bao nhiêu? Đo bị cứng rồi. Dài là 1m54 nha. Nè, đo từ dưới kia lên nè. 1m54, tôm 260 ha. Đó. Rồi. Cây này bán cho anh em giá nó là 100 ngàn thơ. Mã số nhiêu? Mã số 22. 23, vô cho anh em là một cây cần Hitachi ha. Tôm cũng 260, cái này gắn vô TL26 được hết. Này gắn vô TL26 nè, TU26 nè. Tôm 260 gắn được hết. Tì vuông nha, tì vuông. Ống là ống 25 nha, ống 25 tì vuông. 1m51 nha. Rồi. Cây này bán cho anh em giá nó là 110 ngàn. Lăng im 23. Vô cho anh em một cây cần của KT 17. Cái này sao lắc được, nó hơi cứng rồi. Đo luôn rồi. 1m, đo từ dưới kia lên nè. Đây là 330 nha, 330 nè, KT 17 nè. 1m44 nha, 1m44. Từ ti gì? Rồi, đầu ti dẹp. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 144 hả? 44 cũng gần 1m50 rồi. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 110 ngàn. 24. 25, vô cho anh em là một cây cần tôm 260, tình trạng bị cứng ha, bị cứng nè. Đó, điểm răng nữa hả? 1 2 3 4 5 6 7, cái chết chà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 răng nha anh em nha. 11 răng, tôm 260 11 răng. Dài là đo từ ở dưới kia lên nè. Đó, thấy không, dài nè, 1m52. Ống nó là
Rồi. Ống 24. Bị cứng. Thôi, 110.000, 100.000 luôn đi. 25. 26 là một cái cần. Cần này là tôm nhỏ nhất luôn á nha anh em nha. Tôm nhỏ nhất luôn á, nhỏ hơn hay tôm 260 luôn á. Ừ. Tôm nhỏ tôm 260 luôn, coi nè. Tôm nó có 40 à. Nè, đo từ trong lục lòng này đâu có 40 à. Nhỏ hơn tôm 260 nha. Đó. Điểm ra. Cái đó là anh em nào có cái máy sinh gu thường thường tôm nhỏ cỡ đó anh em giờ gắn vô ha. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái gì trời. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 răng nha, 10 răng. Không biết ở bên Nhật nó quấn cái này để làm gì. À, để cho cầm tay á hả. Dài là 1m52. Đó. Ống là 24 nè. Ống 24. Rồi cái này bán cho anh em. Lăn im luôn nha. Rồi bán 100.000 luôn đi. 100.000. 26. 27. Vô một cái cần tung nhỏ tiếp. Ừ, cũng lăn được luôn. Chắc nó cũng 10 khí luôn quá. Ủa, cái này nhiều khí hơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám rồi nè, tám rồi nè. Chín, mười, một, mười hai. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, 12, 13 răng nha. 13 răng. 13 răng. Ống là rồi, ống 25 luôn. Rồi cái này bự hơn xíu, đánh 101 đi. 27 nha. 27. Đó. Đo luôn. Rồi 1 mét nè, đo từ dưới kia luôn nè. 1m57 nè. Đó, đo tới đây nè. Ừ, khỏi cãi, khỏi cãi đó nha anh em nha. Rồi vô tiếp cho anh em là một cái cần tôm lớn 330. Đồ cần này giống của Honda vậy. Đẹp đi vậy. 330 nha. Tôm lớn ha, 330 ha. Lăn tôm là lăn im nè. Cái này gắn vô cho là TL33, TL40, TLU40, TL52, 54 gì đó. Rồi X35 gắn được hết nha. Rồi cái này điểm răng tiếp luôn rồi anh em ơi. Chết cha, cái này sao điểm. Để Ngọc gạch một đường trong đây ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 răng nha. 13 răng. 13 răng tâm nè. 1m5 nha. Cây này là 1m5 luôn nha anh em nha. Đó, 1m5 luôn. 13 răng, lăn im. Ống là ống 26 nha. Ống 26. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó là 140.000. 28. Đo luôn, đo luôn. Rồi vô hai ống cần này luôn. Dài 1m5 nè. 1m5. Rồi. À 1m45 mà nha, bên này cũng vậy nha. À, bên này là 1m45 luôn, cho 1m45 luôn đi. Hai ống này là ống 25. Ống 24. Hai ống này ống 25, ống 24. Một cái hai cái ống 25 là 7 khí nè. Ừ, ông hay làm bài khí nha.
em giờ chưa kịp lên để cho anh em gọi nữa kìa ha. Ủa cái giết long đâu mất rồi? Đâu? Điểm răng cây nhỏ cho anh em. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười răng. Mười răng, bảy khía. Một cây mười răng, một cây bảy khía. Rồi, hai cây này bán cho anh em giá nó 190 ngàn. 190 ngàn. 190 ngàn. 29. 29. 29. Rồi, đưa đầu máy vô. Vừa tiếp cho anh em là một con S25 nè. Đó, con S25 này nha anh em nha. Đó, con này còn y sơi, tép. Còn mua bên sườn. À, còn lửa trong đây nè, dây lửa đó nè. Còn ổ giật, bán chỉ cái bán cái này với lại cái này, bán y sơi đồ thôi nha, với lại cái ổ giật thôi. Rồi còn như anh em về lấy được gì lấy ha. Rồi, 130 ngàn. 130 ngàn nha anh em nha. Mã số 30. Số 31 nè. 31 này vô cho anh em là một cái thằng Robin hộp ha, 221. 221 nha. Đó, Robin hộp. Còn dây lửa nè, bít tông nó thì cũng còn như vậy nè. Nó còn dơ dơ trong đây nè, anh em thấy không? Ừ. Rồi, còn bán theo tình trạng vậy luôn ha. 150. Khách điện thoại ra kia nghe đi. 150 luôn. Mã số là 31. Số 32. Số 32 là một con Cater 17. Ủa giật còn mà rớt ốc à. À bị cứng luôn. Cứng, hơi dơ dơ một xíu. Đó. Rồi, cái này là bán cho anh em là cái này là bố ba càng nha, bố còn dày nha anh em nha. Nè bố còn dày. Dây lửa nó còn nè. Đó. Rồi, cái này bán cho anh em giá nó là 180 ngàn. Mã số 32. Số 32 nha. Số 33. Số 33 là một con Singu. Một con Singu là con này nó là Singu là 260. Con này thiếu nắp bộ e, thiếu bố ha, tầm 260. Giật được nè. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 130 ngàn. Để đó đi. 130 ngàn. Mã số con này là con số số nhiều vậy quên mất rồi. Con số 33. Con này là con số 33 nha. Số 33. Số 34 nè. 34 là một con Echo 221 ha, nó có xà bán vậy luôn nha. Rồi bình xăng dưới đây chưa bể nè, chưa có bể gì hết. Tình trạng con này nó cũng bị cứng, bít tông nó nè. Đó. Bô nó này, có xà bán vậy luôn nha. Rồi. Còn dây lửa còn nè. Rồi cục này bán cho anh em giá nó là 160 ngàn. Mã số 34. Mã số 34 nha anh em nha. Đó, nắp xăng còn luôn. Số 37. Là một con số 35 nè, là một con Echo trắng Green 22. Còn ổ giật. Con này con kia. Rồi bít tông đó nè. Sao thấy bít tông nó được trời. Cứng luôn. Bình xăng chưa bởi. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó 170 ngàn. 35. 38. Vô cho anh em là một con Mitsubishi. Ha, một con Mitsubishi. Tôi bỏ lên đây đi. Đôi 100. Bể cho đèn xíu. Nè, nó bể cái áo cho đèn xíu nè. Ừ. Đây. Lăn được nè. Nè, lăn được nè. Body gãy rồi. Áo bên này cũng bể một xíu. Rồi. Bình xăng bể. Rồi, cục này bán cho anh em 150. Dây lửa còn nha, mua bên sườn còn nè.
Rồi, cục này bán cho anh em 150. 150.000. 36. 37. Là một con 37 là một con Cater 15. Bố còn mới tinh luôn à. Tình trạng bị cứng máy móc thì cũng còn đẹp lắm nha. Biết nó bị dính gì ta. Sao thấy được rồi. Coi nè, bình xăng con cũng còn đẹp lắm. Cái này cũng còn đẹp lắm nha anh em nha. Nè. Thở 200.000 đi ha, 200.000 anh em về nhà anh em tự xử đi. Mã số đây là mã số 37. Đó, mã số 37 nha. Đó. Mã số 37. 38 nè. Hai cục single nha. Cục này xoay được nè. Cục này là lăng im nè. Đó, cục lăng im nè anh em thấy không? Đó. Hai cục này giật được một cục. Đây. Cục này thì về nhà anh em tự lấy áo này bỏ qua đây ha. Làm lên con nha anh em nha. Rồi hai cục này bán cho anh em 150 ha. Hai cục này 150. 150.000. 150.000. Mã số 38. Đó. Đây. Hai cái đầu lóc của thằng Echo này, không biết Echo bao nhiêu nè. Đó, lăng im nè. Đó, lăng im nè, thấy không? Còn cái này là lăng cũng im nè. Và hai cái này lấy cho anh em 29, lóc này 29. Áo ra cục cặp này bán cho anh em 100.000 nha. Cục này bán cho em 100.000, mã số 39. 100.000. 39. À. 39 100.000. Rồi. Vô tiếp cho anh em là một con Robin trắng nè. Con này tình trạng nó là bị cứng. Cứng nè, nó bị cứng nè. Đó. Phục chưa? Bình xăng con cái gì đẹp dữ trời. Này. Đúng đẹp luôn anh em. Rồi, cục này bán cho anh em 120 đi ha. 120, về anh em làm gì làm ha. 120. Mã số này mã số 40 ha. 40. Mã số 40 nha. Đó. Ở sao bán vậy luôn ha. 40. Đợi chút nó lên số của Tùng nè. Rồi, vô cho anh em cặp TD18 nha. TD18 nè, cặp này luôn nè. Cái này cứng rồi. Cái này giật được không? Rồi, cái này giật được. Rồi, cặp này bán cho anh em giá nó 170.000 ha. TD18. 170.000 ha. Thôi lấy 150 đi. 150 luôn. Hai con. 150.000. 150.000. Mã này là mã số 41. 41. 41 ha. 41. 150.000. 42. 42 là vô cho anh em là con Estin. Con Estin nha anh em nha. Con này là con Estin. Con này thì Ngọc bán là tôm áo ổ giật mất cục lửa rồi nha, chứ còn bít tông mà Ngọc thấy nó xước chỗ đây rồi nè. Rồi cục này bán cho anh em 150 à. Đó, lấy tôm đi, tôm nhôm nha, tôm nhôm 150.000. 42. 42 ha. Hai con kia là đi một cặp kìa, hai con kia kìa. Đó. Vô tiếp cho anh em là một con Geno 26, đầu nòng 26 mà mất cái bít tông rồi anh em ơi. Nè. Mà có cái nòng nó bên trong nè. Nòng còn đẹp nha. Anh em coi thử nó còn đẹp không? Rồi. Geno. Thì lấy cục lửa, lấy bố, lấy ổ giật, lấy bình xăng. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 180.000. 43. Nè anh em coi, anh em coi nè. Cơm nha, cơm Geno 26 ha, 2611.
nè. Vô tiếp cho anh em cục có đề. Cục này có đề nha, mình sang bể rồi ha. Coi nè. Còn tâm luôn, còn nguyên bộ này luôn. Rồi. Cục này bán cho anh em giá nó là 200 ngàn nha. 200 ngàn, về anh em chế cháo gì đó chế cháo ha. Thôi bán cho anh em 170 ngàn đi. 44 45 45 vô cho anh em cục sinh nô nha. Ủa, cục sinh nô này mà bê tông nó còn đẹp dưới trời. Trắng chắc rồi. Còn dây điện nha. Đó. Rồi, cục này bán cho anh em giá nó là 100 ngàn. 100 ngàn nha. 45. 46 nè, con TD 24 nè. Bê tông đó nè. Coi thử lấy được không? Có cục này thôi. Rồi, cục này bán cho là 60 ngàn. 46. Có con echo nè. Vậy anh em lấy ổ giật nè. Ổ giật này cũng ổ giật nè, ổ giật ở trong đây nó còn ấy nè. Cái này cục quay sơi nè. Rồi, cục này bán cho anh em 80 ngàn. 47. 48 nè, có con TD 33 nè. Con này có làm sao bán vậy luôn nè. Này, bị cứng rồi. Đúng rồi. Rồi cục này bán cho anh em giá nó là 200 ngàn nha. 200 ngàn. 48. 48 ha, TD 33 nha. Đó. Rồi vô mớ phụ tùng nè. Đây, Ngọc có một số bố cho anh em nè. Đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 bộ dây 300 ngàn. 10 bộ 300 ngàn nha. Mã số 49 10 bộ 300 ngàn nè. Đó anh em nào bữa dặn lấy số lượng nhiều nè. Ống xăng. Ống xăng bóp gì đây nè. 1 2 3 nè, có một mới vậy nè. Rồi, bán hết đống này cho anh em 80 ngàn. Mã số 50 80 ngàn. Có mớ khóa với lại có cái này nè. 1 2 3 4 5 6 5 cái gà bốt nè. Có một cái sơi nè, sơi tép nè. Cái sơi này chưa thử luôn nha, hên xui thôi. Rồi, 100 ngàn luôn. Số 51 100 ngàn. Số 51 100 ngàn. Số 51 100 ngàn nha. Số 52 nè. 52 là có mấy cái bình xăng con nè. Đây là con Sinowa nè. 1 2 3. Cái này có thuộc dạng của Kawasaki TG245 đồ ạ. 4 5 6 7 8 9 hết đống này lấy 150 đi. Số 52 150, thiếu dây ga nha, thiếu dây ga nha. Chế xăng One Pro 1 kim. 1 kim nha, One Pro nè. 1 kim. Nắp OE phím luôn. Rồi cục này bán cho anh em giá 130 ngàn. Không, không, ghi ra đây đây, ghi ra đây 130 ngàn nè. Đây. 1 kim nha, 130 ngàn nè, anh em thấy không? Đó. Đó. Rồi, vô tiếp cho anh em là một cái chế xăng One Pro. Ghi ra đây luôn. Nó có vô e dày luôn. Hai kim. Rồi cái này bán cho anh em giá nó là 180 ngàn. Mã số 54 180 ngàn nha. Này nguyên bộ nó nè. Đó. Đây. Nguyên bộ nó nha. Chứa hai kim nha. One Pro hai kim đàng hoàng nha anh em nha. Này. Đó. One Pro hai kim đàng hoàng. Đây. 180 ngàn.
Rồi, cái này bán lẻ tẻ cho mấy anh mua thường thường nhà gia đình nè. Đó, 3 bộ dây 100.000. Ốc đủ nha, đủ ốc nha. 100.000. Ủa còn con ốc ở đâu? Mà thiếu một con rồi. Rồi đó Ngọc tặng cho anh em con cho đủ chẳng 6 con ha. À đủ nè. Rồi số 55 100.000 nha, 3 bộ 4 100.000 ha. Đây. Bố cũng còn tương đối nha. 100.000. Đây, đây 3 bộ nữa nè, 3 bộ cũng 100.000 luôn nha. Đó, đây. Số 56 cũng 100.000 luôn ha. Đó. Rồi hai cái chó săn quanh một kim. Quanh một rồ một kim nè. Bị rút mất chú bơm. Một kim nha. Ừ, quanh vừa rồi này một kim nè. Đây cũng là quanh vừa rồi một kim tai đỏ luôn nha. Rồi cặp này bán cho anh em 170.000. Một cặp này bán cho anh em 170.000 nha. Rồi có ba cái chớ xăng nè. Cái này gãy cái này cho đây rồi. Đây dính đầu e rồi luôn. Một kim nha. Đó. Rồi ba cái này bán cho anh em 150. Số 58 150 nha. 58 150. 59 nè, vô cho anh em mấy cái code nè. Mấy cái gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái này hư rồi. Hư. 10 gái. 10 gái là 100.000. Số 59 100.000, bảy vô. Buri nè. Buri này trong đây thì Ngọc chưa có thử lửa nha, anh em hên xui thôi. Nhưng mà có hai cái bún thì lớn nè. Hai cái này không có bụng tiền rồi. Rồi mấy cái này là nó mất cái đầu mão ở đây nè anh em thấy không? 4 6 8 10 12 14 17 cái hên xui thôi. 100.000. Bán hên xui với anh em nha, 100.000. Rồi, có 5 cái bình xăng con nè. Dây ga đầy đủ luôn nha. Nè. Dây ga đầy đủ nha. Nè, một cái nè. Hai cái nè. Ba cái nè. Ủa chú bơm này mắc lắm anh em ơi, 30.000 cái rồi. Bốn cái nè. Năm cái nè, rồi, 5 con này bán cho anh em 100.000. 61 100.000 nha. Ừ, 61 100.000. Rồi vô đóng đi xơi nè. Một cái nè. Hai cái nè. Ba cái nè. Bốn cái nè. Năm cái nè. Sáu cái nè, rồi 100.000. 62 100.000. 63. 63 là 5 cái chuông nè. Chuông này tầm 260 nè. Lắc lư được nè. Lăn được nè. Lăn được nè. Cứng nè. Rồi. Này lăn được không? Ồ cái này lắc lư à. Cái này có Sinowa nha. Ồ, trong này có cục Xtep luôn nè. Sinowa X23 nha anh em nha. X23 luôn nha. Rồi. Năm cái này bán cho anh em 100.000. 63. 100.000. 63 100.000 nha. Hai cái đầu bò nè. Đầu bò này bao nhiêu không biết ơi. Cái này là cái tặng đây, tặng đây. Rồi cái đầu bò này có cái tì vuông nằm trong đây nè. Này cái lỗ vuông nè, anh em coi thử nha, cái lỗ vuông này bự nha. Ừ. Lấy cái tức kẹp lăn im nha, nè lăn được nè. Đó mà. Ủa chúng mới nó đâu? Nhanh đi, hết thời gian kìa. Tấu rồi nè. Ông này bên vui chợ. Ông 24 nha. 24 rưỡi nha. Nè, ông 24 rưỡi nè. Ừ, 24 rưỡi. Rồi. Hai cái này bán 100.000 đi.
64 ngàn. 65 nè, 65 nè. Một cái công tắc nè, một cái công tắc bật lên một xuống nè, được nè, bóp nè, 2 3 4 5 6. Ủa, công tắc gì đẹp vậy. 7 8 9 10 11 cái. Rồi, 100 ngàn. 65 trăm ngàn. Vô mới bộ e nè. Để Ngọc coi đóng bộ e cho anh em về nhà anh em tự lấy nha. Đó, bộ e nè, quá trời luôn. Bộ e nhiều lắm nha anh em nha. Đó. Này của Honda nè. Shinowa nè. Đó. Này của TD đồ nè. TD 24 hay 33 gì đi nè. Đây nữa nè. Nhiều nha. Rồi, bán hết đống này cho anh em 100 ngàn đi. 100 ngàn. Số mã số 66 100 ngàn nha. 66 100 ngàn. 67 nè. 67 là 5 cái dây, 5 cái chớ xăng nha, 5 cái bình xăng con luôn nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi, 100 ngàn luôn. 67 100 ngàn nha. Nè, 67 100 ngàn. 68 nè, 5 cái bình xăng này, bình xăng trên nha. Đó, bán cho anh em về, anh em muốn làm gì làm nha, độ chế vậy đó ha. 5 cái 100 ngàn. Rồi, quá. 68 5 cái 100 ngàn nha. Đó, 5 cái 100 ngàn nha anh em nha. Rồi, lắp bộ e còn nằm bên đây nữa. Rồi, vô 20 cái chân trống nha. 20 cái chân trống ha. Đó, 20 cái chân trống nha. Chân trống đây nè. Rồi, 20 cái bán cho anh em 100 ngàn luôn. Thì như 21 cái thì sao á, 21 22 gì á. Bô nè. Bô nè. Bô nè nha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 á. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 18 cái. 19 cái. Còn mấy cái này anh em có lấy không thì anh em nói rồi để Ngọc bỏ vô luôn cho anh em luôn nha. Rồi, bán cho 120 ngàn đi. Số 70 120 ngàn. Rồi, hết lô nha anh em nha. Rồi, nói chung là cũng cuối video rồi. Thì anh em coi những cái nào phù hợp với mình thì mình cứ chọn nha anh em nha. Rồi, chúc anh em bà con là một buổi chiều luôn luôn mạnh khỏe và dồi dào với gia đình ha.